Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2. Và chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 318 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2021 form mới này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cài chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn nhé, form mới này, màu trắng các bạn nhé. Phiên bản này là cái phiên bản tiêu chuẩn các bạn ạ. Đấy, tất cả rất là đẹp luôn, toàn bộ từ cụm đèn pha này đều rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, toàn bộ cụm đèn pha này, dàn lốp còn rất là dày các bạn nhé. Đấy, dàn lốp này, dàn lốp rất là dày luôn. Đấy, cụm đèn hậu đây các bạn này cũng rất là mới luôn các bạn nhé. Phiên bản này là sản xuất năm 2021, phiên bản 1.2 form mới rồi, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn ạ. Dàn lốp rất là dày. Đấy, rất đẹp luôn. Xi nhan thì tích hợp trên tai. Đấy, rất là đẹp. Mức tiêu thụ nhiên liệu mà dành cho chiếc xe này, đây là nhà sản xuất đã công bố cái mức tiêu thụ nhiên liệu đây ạ. Phiên bản 1.2, phiên bản số sàn các bạn nhé. Đấy, chỉ 5,4 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị thì 6,8 lít. Còn nếu ngoài đô thị chỉ hơn 4 lít thôi bạn ạ, 4,6 lít. Cho nên là rất nhiều anh em mua những chiếc xe này về chạy dịch vụ cho nó hiệu quả, cho nó kinh tế thôi các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Nước sơn đều rất đẹp như này đây. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Toàn bộ từ keo chỉ này đến táp bi này đều rất là mới, keo chỉ nguyên bản, chưa mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đấy, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn. Và xe cũng đã được trang bị nội thất ghế da. Bộ ghế da này là ghế da pha bên nỉ luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn rồi này. Đồng hồ công tơ mét mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi các bạn này. Đã có màn hình Android, camera lùi đầy đủ hết luôn các bạn này. Đấy, bên trên này này còn chưa bóc ni lông này. Đấy, chưa bóc ni lông này, trần này rất đẹp luôn các bạn nhé. Rất là đẹp và rất là mới luôn. Lót sàn rồi này, trải sàn da rồi này. Đấy, rất là đẹp. Một chiếc xe Grand i10 2021 đây. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Sản xuất tại Việt Nam, sản xuất năm 2021 này. Phiên bản 1.2, phiên bản bay. Đấy, tất cả là đều rất là mới luôn các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp của chiếc xe đây các bạn này. Cốp sau của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái phần ốc cốp sau còn nguyên zin này. Ốc cốp sau nguyên zin, keo chỉ cốp sau còn nguyên hết luôn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn đây các bạn này. Đấy, ở chiếc xe Hyundai Grand i10 2021 này thì Hyundai cũng đã thiết kế cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi các bạn nhé. Đấy, giống như những chiếc xe Honda City đã có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Và toàn bộ về trong trần này đến nội thất này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản luôn này, chưa mất một phân keo chỉ nào. Táp bi rất là đẹp này. Toàn bộ từ táp bi, táp lô, vô lăng,
cần số, tay phanh đều rất là mới luôn đấy các bạn này. Đấy, màn hình Android sẵn rồi, nội thất đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất thì xe cũng đã được trang bị nội thất là ghế da. Đấy, ghế da này rất đẹp luôn các bạn này. Form này là form mới cho nên rất là đẹp các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ ốc capo cho đến keo chỉ capo này còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, keo chỉ capo còn nguyên, ốc capo còn nguyên này. Và động cơ đây rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về phần động cơ này, ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết này. Đấy, động cơ rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, và cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn này. 2021 tính ra là mới 3 năm sử dụng thôi, còn rất đẹp các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 2021 này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 318 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2021 bản sedan này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.